Mỹ nhân gốc Việt 50 tuổi tiết lộ bí quyết trẻ lâu. Trung Lệ để áp dụng nhiều thói quen tốt cho sức khỏe và vóc dáng. Ở tuổi 50, Trung Lệ để áp dụng các thói quen sống lành mạnh để giữ vóc dáng đẹp và sức khỏe tốt. Trò chuyện với South China Morning Post, cô áp dụng chế độ ăn uống khoa học, ngủ đủ giấc, không uống rượu và tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, mỹ nhân gốc Việt còn duy trì tinh thần lạc quan bằng cách gần gũi với người thân yêu, gặp gỡ bạn bè và biết ơn những gì mình có. Trung Lệ để chia sẻ, tôi đã giành chiến thắng tại cuộc thi Miss Chinese International Pageant ở tuổi 22, khi đó tôi ở độ tuổi xinh đẹp nhất. Vì vậy, trạng thái tinh thần của tôi sẽ luôn giống như ở thời điểm 22 tuổi. Ăn uống lành mạnh. Trung Lệ để giữ gìn vóc dáng bằng cách ít ăn vặt, ăn ít đường, bổ sung nhiều protein và rau xanh vào thực đơn hàng ngày. Nữ diễn viên ăn trong khung thời gian 8 tiếng. Cô tin rằng thói quen này giúp gia tăng sức khỏe và tuổi thọ. Sao nữ gốc Việt không ăn suốt cả ngày vì sẽ khiến hệ tiêu hóa làm việc thường xuyên, không tốt cho dạ dày. Trang Medical News Today cho biết phương pháp nhịn ăn ngắt quãng 16 giờ 8 phút được nhiều người ưa chuộng để giảm cân. Những người tuân thủ chế độ trên sẽ dung nạp thực phẩm trong 8 tiếng, đồng thời nhịn ăn suốt 16 tiếng còn lại. Hầu hết đối tượng áp dụng ăn kiêng 16 giờ 8 phút sẽ không ăn gì vào ban đêm. Họ có xu hướng tiêu thụ calorie vào giữa ngày. Lợi ích của phương pháp này bao gồm giảm cân, giảm mỡ thừa cũng như ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2, các bệnh liên quan đến béo phì. Trung Lệ để cho biết, trong nhà bếp, tôi thay thế đường cát trắng bằng mật ong và đường dừa. Vì tôi chủ yếu ăn chay nên tôi dùng nhiều bột protein nhằm bù lại sự thiếu hụt do không ăn thịt. Ngoài ra, tôi cũng dung nạp rất ít tinh bột. Tôi thường ăn trái cây vào buổi sáng với những loại ít đường như quả việt quất, dâu tây và bưởi. Ăn trái cây buổi sáng góp phần đốt cháy calorie thông qua nhiều hình thức vận động, tập thể dục trong ngày. Theo ý kiến đăng trên South China Morning Post của chuyên gia dinh dưỡng Michelle Lau, ăn trái cây vào buổi sáng giúp duy trì mức insulin ổn định, cải thiện chức năng não và sức khỏe. Ngoài ra, đây còn là nguồn cung cấp năng lượng cho một ngày làm việc hiệu quả. Hỗn hợp carbohydrate và protein được pha trộn tốt sẽ làm cơ thể và não bộ hoạt động tối ưu. Bạn có thể ăn bữa sáng gồm một phần trái cây tươi với ngũ cốc nguyên hạt và sữa ít béo, Michelle Lau nói. Trung Lệ để khuyến nghị ăn sữa chua giúp gia tăng số lượng lợi khuẩn. Sự ổn định của hệ vi sinh vật đường ruột góp phần thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như tỏi, hồng sâm nhằm tăng cường hệ miễn dịch. Chất chống oxy hóa trong thực phẩm ngăn ngừa thiệt hại của tế bào gây ra bởi gốc tự do, từ đó đẩy lùi bệnh tật và dấu hiệu lão hóa sớm. Đam mê vận động. Trung Lệ để thuộc tuyếp người ưa vận động. Cô thích tập thể dục, khiêu vũ, trượt tuyết, tập yoga và thái cực quyền. Cô còn mang theo một tấm bạt lò xo di động khi đi làm nhằm duy trì thói quen nhảy hàng ngày. Mỹ nhân gốc Việt khuyên người hâm mộ dành 4 phút trên ngày để tập Tabata, chống đẩy, bật nhảy squat, xoay eo giúp tăng cường đốt, cháy calorie, hạn chế tích tụ mỡ thừa. Cô chia sẻ, tôi đã tập thể dục từ khi còn trẻ. Tôi thường xuyên chơi thể thao với con trai. Ngoài ra, tôi thích tham gia chương trình truyền hình thực tế vì có nhiều bài tập nhảy. Tôi không hề cảm thấy mệt mỏi dù nhảy liên tục trong nhiều giờ. Tuy nhiên, Trung Lệ để cảnh báo người lớn tuổi không nên tập thể dục quá sức. Khi ở độ tuổi 20, tôi có thể chạy mùng 1 tháng 2 tiếng trên ngày. Có thời điểm ngày nào tôi cũng chạy bộ. Tôi chạy trước bữa sáng và sau bữa tối 45 phút. Tuy nhiên, tôi ngủ không được tốt. Giờ đây, tôi thực hiện các bài tập ít vất vả hơn như yoga, kéo giãn cơ. Trung Lệ để thường đăng video cả gia đình tập thể dục cùng nhau trên mạng xã hội. Tôi giảm căng thẳng bằng cách chơi với con và thú cưng. Tôi cũng đi massage, gặp gỡ và trò chuyện với bạn bè. Bạn không nên chai sạn cảm xúc vì những thứ không vui. Điều quan trọng là biết ơn những gì đang có, không cảm thấy thiếu thốn hay tham lam, người đẹp nhấn mạnh. Trung Lệ Đề, sinh năm 1970, xuất thân từ gia đình có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Cô sinh ra ở Montreal, lớn lên ở Brossard, Quebec, Canada. Cô từng mơ ước trở thành người dẫn chương trình hoặc phát thanh viên. Năm 1992, khi đang theo học khoa du lịch tại Đại học Quebec, Trung Lệ để đoạt giải Miss Chinese Montreal, cuộc thi sắc đẹp được tổ chức hàng năm tại địa phương. Năm 1993, cô đăng quang cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới Miss Chinese International Pageant. Bằng sắc phóc quyến rũ, lôi cuốn, Trung Lệ để gia nhập làng giải trí Hồng Kông và nhanh chóng nổi tiếng.
问怎么地做何